Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HT Mobile nha. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ chơi cái tựa game đó chính là Lady Together. Và hiện tại thì mình đang nằm ở cái hạng mấy vậy các bạn? Wow, cái đội xếp hạng nổi tiếng cơ. Thôi ơi, mình nổi tiếng ghê luôn các bạn ơi, được 9 team rồi. Wow, anh em nào mà có chơi cái tựa game này thì nhớ follow mình nha. Đây, và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đi đồng ý kết bạn nha. Ở đây thì để mình coi coi. Ui chà, có 48 người. 48 người các bạn ơi. 48 người để kết bạn, gửi kết bạn cho mình ha. Bây giờ anh em mình xác nhận đi ha. Đây, duyệt duyệt anh em ơi. Đây, vô vô. Hả? Đâu rồi, đâu rồi. Bạn ấy không thể gửi thêm bạn nữa. À chắc là mấy bạn này bị full rồi đấy. Đó. Đây, anh em nào mà chưa có kết bạn thì nhớ gửi kết bạn với HNT nha. Rồi. Bây giờ thì anh em mình đi chơi nhẹ một chút xíu nha. Hôm nay mình chơi với một các bạn. Anh đang có nhiều tiền. Tiền của anh hiện tại đang có được 7.000, 7.200. Rồi bây giờ thì đây mình đang chơi với một cái bạn. Bạn này hình như là tên là Đặng đúng không ta? Đặng hay Đăng gì đó. Rồi bạn này đây, hôm nay thì anh chơi, anh Tê chơi với bạn này cho vui hen. Đây bạn biết bạn này dẫn mình đi đâu đây các bạn ơi. Wow, từ từ chờ anh theo với. Wow, bây giờ thì đi đâu nè? Đi câu cá đúng không? Ui trời, bạn ấy có con cá rất là to luôn. Wow, con cá của bạn ấy có tới 396. Ui trời, con cá to thế. Cá to quá em. Ôi. Đây 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 đây. Theo em câu cá này. Ok. Ok đi em ơi. Hôm nay thì ui trời. Đi đâu đây? Wow, và anh em ơi, ai có chơi cái tựa game này thì anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ HNT nha. Đây. Ôi, bạn ấy đâu rồi, bạn ấy đâu rồi? Oh my god, chẳng lẽ là gần đây sao? Mình thì không thấy bạn ấy chạy đi đâu mất tiêu rồi. Nhanh thế. Đây. Quên nữa, muốn đi câu cá là mình phải lấy cái cần câu ra. Rồi bạn đến, chấp nhận. Không thể vào thị trấn, chọn đường đã đông kín rồi. Wow, anh không qua được. Bây giờ làm sao? Wow. Không thể vào thị trấn, đã chọn đường. Đã chọn đường phố đã đông kín rồi, đông người rồi, anh không qua được. Phải nhắn tin cho bạn ấy mới được. Nhắn tin chỗ nào ta? Chết chưa? Khó ghê chưa? Đây là bạn bè nè. Wow. Ở bạn ấy nằm ở chỗ nào ta, mất tiêu rồi. Đây 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 đây. Đây đây đây, gọi bạn ấy đến. Đó. Gọi là anh không có đi vào cái thị trấn được, chỗ đó nó bị full rồi. Đó thấy chưa, chỗ đó nó bị full rồi. Bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ check cái cần câu ra coi thử coi. Cái cần câu nó nằm ở đâu ta? Khoan từ từ nha, từ từ, từ từ. Đây rồi, cần câu siêu xịn của mình. Ok. Bạn ấy lại rủ nữa rồi, nhưng mà mình bay qua mình bay không được, bị kín rồi. Rồi, ở đây là thử thách ngồi câu cá mình luôn coi. Lên lên là. Để xem coi hắn tay coi gẹo gẹo được con cá nào nha các bạn ơi. Ui, cái bóng này cũng to to nè. Me 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 me. Chuẩn bị nha anh em ơi, lụm lụm. Vô. Con này sao nó mới vô là nó rỉa nha các bạn. Đầu tiên thì chú ấy đang rỉa. Một hai cái, rỉa hai cái rồi. Tốc độ nào. Ui ba cái các bạn ơi, thường thường cái thứ tư là nó lụm á. Đó, thấy chưa, nó lụm mà. Nó lụm và mình lụm nó luôn. Ui. Wow, cá hồi còn vòng mình được. Kỷ lục mới các bạn ơi. Đây. Rồi cuối cùng thì bạn ấy triệu hồi mình thành công rồi các bạn. Sau rồi là gần cái chục lần triệu hồi. Rồi. Bây giờ thì anh đi đâu đây? Đây đây đây, anh có được con cá nè, anh mới câu được con cá nè, ghê chưa, ghê chưa? Ngon lành hen. Rồi. Rồi bây giờ đi đâu đây? Đi đâu, đi đâu, đi đâu? Đó. Đông người anh vào không được. Đông người anh vào không được. Đó. Nhắn tin cho bạn ấy.
Rồi bây giờ di chuyển thôi anh em ơi. Đây 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 đây. À anh được con cá anh khoe anh đi gọi là chạy khắp xóm luôn. Chạy nguyên cái thành phố này để khoe mình bắt được con cá. Các bạn ơi, hôm nay mình lập được kỷ lục luôn. Ủa sao bạn đó? Sao bạn đó chạy lẹ như vậy? Ôi, anh em ơi, sao bạn đó chạy lẹ dữ vậy? Có bạn nào biết chia sẻ anh với, chia sẻ cho HNT với anh em ơi. Chạy gì từ từ thôi em. Anh sao mà anh chạy chậm thế không biết. Rồi và anh em ơi, ai có chơi cái tựa game này thì nhớ kết bạn với mình nha. Và vô chơi với HNT thì nhớ thả tim nha. Thả trên mình một cái tim đi. Rồi không biết. Chết rồi. Anh bị chìm rồi. Emmy là làm sao anh lên đây, làm sao cho anh lên với. Anh không có biết tới. Oh my god, chết anh rồi. Ủa bạn đó đi đâu mất tiêu rồi. Ôi ten. Đây, à bạn đó nhảy qua đây rồi hử. Đây rồi, anh lên tàu rồi các bạn ơi. Mừng quá. Ôi rồi bây giờ bắt đầu đi thả cá hen. Cần câu đâu. Wow, cầu vòng nha anh em. Rồi bắt đầu thả thính nè. Đây mình ngồi đây mình me thử coi có con ra con cá nào mà gọi là siêu to khổng lồ hem. Ôi trời, con cá nhỏ các bạn ơi, mình thấy con cá lồng tông kìa, nó đang me cái cần câu của mình lắm. Cá lồng tông đây rồi, một con sao biển trị giá là 15 tiền. Tiếp theo thì anh em mình vẫn tiếp tục me nha mọi người. Câu gọi là anh ơi ở đây em xem vô kia được chưa. Ok em ơi. Bạn này cho mình cái chỗ này để câu cá rồi, bạn nó chạy vô cái chỗ kia xem coi là được chưa ấy. Rồi wow, và anh em ơi, ai có chơi cái tựa game này thì nhớ vào cái trang web hntchannel.com nha. Mình có chia sẻ mấy cái link gọi là chỗ nào mà có mấy con cá to to hay là vị trí đó, mình có chia sẻ ở trên web của mình luôn. Anh em nhớ ghé xem ủng hộ nha. Đây. Rồi, còn bây giờ thì mình đang me cái vụ này. Wow, ở đây có mình con cá hồi nãy mới thấy được hai bạn nữa. Bây giờ có mình. Ui, dường như có cá bự các bạn ơi. Wow, mấy bạn kia không đến là như con cá bự này nó me mình nè. Rồi chuẩn bị tinh thần nha, chưa để anh lụm con cá này các em ơi. Anh lụm con cá này xong rồi anh qua nha. Rồi cái thứ tư dính chắc luôn. Lấm. Ui con gì đây, 28 các bạn ơi. Con này nó bèo như con mèo luôn rồi. Bạn đó đâu rồi? Triệu hồi anh lại các em ơi. Đây. Ok, tới rồi. Rồi bây giờ đi đâu. Đây, bạn này thì chơi cái game này lâu hơn mình các bạn ơi. HNT là không có chơi cái game này nhiều cho nên là cũng chưa có kinh nghiệm nhiều lắm. Đó. Đây, vừa bơi mà gọi là vừa nhảy được luôn, ghê thiệt. Rồi ở đây hả em? Xem anh gọi là anh thả câu xem. Vị trí này. Wow, bên kia cái lều, ở đây là có cái cầu. Rồi, cần cầu nha mọi người. À, có cái cáp pin. Ui, con cá to. Con cá to anh em ơi. Wow. Con này để mình xem coi nó lụm mình như thế nào đây. 2 hit. Cứ từ từ. 3 cái rồi. Và bây giờ cái thứ tư lụm. Ôi con cá gì thế? Ôi có 19 rồi, thiệt tình là con cá này nó bèo như con mèo. Chưa được em ơi, cá cầu bóp nữa rồi. Ok em. Ok. Có một chướng ngại vật phía trước. Nhưng câu hử? Rồi, để anh me mấy con cá này cái đã. Rồi, lấm. Tèn. Và các bạn ơi, anh em nào có chơi cái tựa game này thì anh em nhớ vào chơi kết bạn với mình nha. Đó, và nhớ cho mình một gọi là một team nha. Tăng cái độ rồi là nói tiếng lên nha các bạn. Hiện tại thì cứ lấm. Ôi chà. Do cái khả năng chém gió ghê quá cho nên bị mít con cá rồi.
Và các bạn ơi, bạn nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ bấm subscribe nha. Đây đây đây, chuẩn bị tinh thần nha các bạn ơi. Mình đó là đang ráng ráng. Ui, con cá bự. Nãy giờ luôn mới thấy được một cái bóng to chà bá lửa luôn anh em ơi. Một. Ôi ôi, đừng có phá con cá của tôi nghe. Đừng có phá con cá của tôi. Ui, lộng lộng lộng. Yeah, con cái gì sao thấy cái bóng bự chà bá luôn mà ra con cá gì thấy ghê vậy. Thiệt tình luôn, bị vô anh em ơi. Sau cái quá trình gọi là câu cá quá chừng luôn mà cuối cùng là này chúng ta chưa lượm được con cá. Đó. Wow, bạn ấy hình như là cầm cái cần câu xịn hơn cần câu của mình hả ta? Chắc có lẽ Hunter phải ráng ráng sắm cái cần câu xịn xịn một xíu. Ui, cái bóng cá bự. Ui anh em ơi, hàng về, hàng về. Ui, what? Sao thấy cái bóng cá bự lắm mà anh bị mít rồi. Ôi ôi, gì đâu mà giật không kịp các bạn. Nó ngẫm một phát một hà, nó không có cắn như mấy con cá kia, nó rẽ hai ba cái. B5 là cá hiếm. À, cái bóng 5 á hả? Cái bóng 5 là cá hiếm. Rồi. Cái bóng này là cái bóng. Wow, cá hiếm anh em ơi. Cái bóng này mình thấy nó bự nè. Lâm, lâm. Yeah, và cuối cùng anh em chúng ta được một cái con cá kỷ lục mới 19cm các bạn ơi. Cá chim tinh vương miệng. Ghê chưa? Rồi, mình thấy cái con đó nó cũng bự bự nhưng mà nói chung là nó cũng chưa có... Cũng được anh hả? Ok, cũng được rồi. Anh á thì anh thiệt tình là không có rồ về mấy cái con cá này cho lắm. Đây đây. Nãy giờ là được nãy là có một con bự nhưng mà mình bị bỏ sót rồi. Wow, bạn ấy có một con cá cũng to ha. Rồi, bóng này là bóng số mấy đây? Wow, lắm. Cá lồng tông. Cá chim các bạn ơi, cá chim. Mình nhìn con cá đó giống con cá lồng tông hơn là con cá chim. Cá trình hả? Rồi tiếp tục nha. Đây anh Tì cũng đang ráng ráng mè thử rồi kiếm bóng như vậy mới có cơ hội ra nha nè. À, ô còn cá này là cá lồng tông rồi nè. Ôi cha cha. Đó, mấy con cá này là nó lụm lâu lắm. Đó, thêm một bé cá lầm tông nữa vậy. Ủa, cái con này là con cua chứ không phải con cá nha anh em. Let's go. Wow, trời ơi, bạn ấy con cá siêu to luôn rồi các bạn ơi, có dương miệng luôn ấy. Ghê thiệt. Ui, con cá bự. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta lan men con cá coi nhỏ xíu nè. Rồi, chuẩn bị nha, lụm nha. Lụm chưa? Lụm anh em ơi. Ui, cá ngọt dương miệng, lại thêm một con cá vương miệng nữa các bạn ơi. Ok. À, khinh khí cầu, bay thử khinh khí cầu nào, hãy cẩn thận coi chừng bị té. Quà thưởng là được 30 tiền. À, là bay trên khinh khí cầu được thưởng tiền đó đúng không? Ok. Dạ thì anh em chúng ta tạm thời sẽ câu cá nha. Đây đây đây. Rồi, chuẩn bị tinh thần nha các bạn. Mình cũng me me mấy cái vụ này lắm luôn rồi đó. Ui, bóng cá này là mình thấy cái bóng hơi to to rồi nè. Rồi, hít thở nín sâu vào. Chuẩn bị tinh thần. Xúc. Xúc anh em ơi, xúc xúc. Ôi con cá này, ôi kỷ lục mới nữa hả? Ôi cha, hôm nay mình có nhiều kỷ lục thế.
Cầu toàn là kỷ lục không luôn á các bạn ơi. Ủa cái gì mà nha nha nhá nhá anh nữa đấy. Alo alo alo. Rồi bây giờ thì anh em cái này mình thấy nó cũng hơi nhỏ. Ôi bạn ấy có con cá to kìa. Wow, thêm một con cá dương miệng dành cho bạn ấy luôn. Ghê thiệt. Chúc mừng em nha. Ồ, anh cũng có con cá siêu to khổng lồ nè. Ôi. Ồ, bạn này ghê thiệt, có con cá dương miệng đẹp hết luôn ấy. Đó anh, bóng to to là ra hà. À, ngon ngon nha. Rồi, vị trí này là mình thấy câu cá ok đó anh em ơi. Anh em nào có chơi game thì nhớ vô đây câu cá nha. Rồi, ui, bóng bự. Chuẩn bị nha các bạn ơi. Nãy giờ là mình me một cái con siêu to khổng lồ lắm luôn ấy. Mình cứ nghĩ đâu là nó lụm ra. Nó mà cắn một cái ai ngờ đâu nó nhử. Thiệt tình. Đây, anh em mình cần phải gọi là có cái tinh thần ấy. Anh bỏ mấy con bóng nhỏ đi hả? Ok, anh sẽ rút kinh nghiệm, anh lạng lạng mấy con. Ồ, còn cái bóng này cũng to to nè. Đây, 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 đây. Thêm một cái nữa coi, thêm một cái nữa. Bóng bự bự mà. Ui, lắm. Lại miết rồi. Đáng ghét quá. Ôi và các bạn ơi, anh em nào thích cái series này nhớ cho mình một like ủng hộ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.